Anh em nhá. Hôm nay anh em chúng tôi có một con siêu xe phản lực quả rất là mạnh anh em ạ. Anh em chúng tôi mới độ chế con xe này từ hôm qua nay. Nói chung là con xe phản lực quạt của anh em chúng tôi rất là mạnh khỏe, và chúng tôi sẽ bây giờ cùng với anh em sẽ test thử xem cái con phản lực quạt này nó mạnh mức độ nào nha anh em nhá. Mà nó chạy với tốc độ là chắc tôi đoán là nó phải tầm 40-50 km/h. Đấy, đây này tôi mới thử quạt rồi đó. Đấy, thử nó đã nó là không có chạy mất. Đấy. Cái này là quạt lực quạt này là rất là mạnh, cực kỳ luôn. Đấy. Bây giờ là tôi kéo ga mà là nó chạy luôn đấy. Cho nên là bây giờ là anh em chúng tôi sẽ cho một bác thanh tài để chạy cái con xe này. Để cho anh em cùng thưởng thức là video của anh em chúng tôi con xe rất là độc lạ đấy, chạy bằng phản lực quạt đây. Đây là phản gió của anh em chúng tôi, động cơ rất là mạnh luôn đây. Anh em chúng tôi đã phát hiện bây giờ là rồi anh em với mọi người là anh em chúng tôi sẽ lên đường ra con đường để test thử cùng với mọi người xem là họ mọi người phản ứng như thế nào, và anh em cùng theo dõi clip này để xem có gì anh em ủng hộ và chia sẻ đóng góp những ý tưởng hay hơn cho anh em tôi nhá. Rồi ok, rồi con xe này đây chúng tôi đã có một bác tài
Thay thế để chạy trên con xe này chậm là mức độ này thì con xe này rất là mạnh, cho nên là anh em chúng tôi là bắt đầu. Làm gì đấy? Cối xây gió à? Hay của nó. Khỏe đấy, yeah. Cảnh quay đóng. Hai cánh quạt thì đẩy được xe máy luôn. Mát chưa?